trang bị lo cực mạnh mùa 24 cho bạn nào cần. Bảng ngọc thì mình có lắp thêm 5 viên hồi chiêu để đầu game floor sẽ hồi chiêu nhanh hơn, sẽ có lợi trong việc solo và combat. Còn đây là trang bị và phù hiệu cho cả đi rừng và đi top, các bạn tham khảo thêm nha.